Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nay mình tiếp tục làm phần 2, Giêsu là ai? Tiếp theo phần 1 là dẫn nhập. Điều quan trọng nhất là tác động của quan điểm khoa học ngày nay để khiến cho các học giả, ngay cả những người được giáo hội Cato bảo thủ cho phép nghiên cứu, cũng phải đồng ý là phần lớn những điều chúng ta biết về Giêsu chỉ là huyền thoại. Các học giả đã biết rõ sự thật từ nhiều thập niên nay rằng Giêsu chẳng gì khác hơn là người thường sống với một ảo tưởng. Họ đã dạy điều này cho nhiều thế hệ các linh mục và mục sư. Nhưng những vị này vẫn giữ kín, không cho đám con chiên biết vì sợ gây ra những phản ứng xúc động dữ dội trong đám tín đồ. Do đó, những người còn sống trong bóng tối là những tín đồ Kitô bình thường. Như là một định chế trong thế giới này, Vatican đã thông thạo những phương pháp biến chế xào xáo sự thật bằng những cách lạ lùng để thúc đẩy chương trình toàn cầu của mình. Vatican đã thông thạo cách che giấu lịch sử, khai thác sự ngu dốt của con người và ngụy trang những chính sách phi dân chủ của mình. Kitô giáo nói chung, đặc biệt là giáo hội Cato Roma, phiên âm từ The Roma Catholic Church mà người Việt Nam thường biết dưới cũng tưởng từ quen thuộc là giáo hội Công giáo La Mã, đã thành công trong việc tạo dựng lên một hình ảnh Giêsu đối tượng của một đức tin thuộc loại tin là một cách sống chết không liên quan gì đến cái biết, cái hiểu, độ mạnh trí trong cuốn Ngón tay và Mặt trăng. Trong đám tín đồ đông đảo gần 2000 năm qua, hình ảnh Giêsu mà giáo hội cấy vào đầu tín đồ rất xa với thực sự thật. Những sự thật không nằm trong sự hiểu biết của tín đồ, vì giáo hội cũng đã thành công trong việc biến tín đồ thành thuộc hạ với tâm cảnh nô lệ, hoàn toàn tuân phục giáo hội. Trong bức thư chung năm 2001 của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa để họ được sống dồi dào, mục 4, các giáo dân được khuyến khích phải quên mình trong văn phục theo đúng tông huấn giáo hội tại châu Á số 44, nghĩa là phải tuyệt đối văn phục những điều giáo hội dạy rằng. Do đó, bất cứ giáo hội giảng dạy ra sao, bất kể những điều giảng dạy này có đúng sự thật hay không, có thuận lý hay không, có hợp với trình độ hiểu biết của nhân loại ngày nay hay không, vân vân, tín đồ đều phải văn phục và tin theo. Đây là truyền thống tín ngưỡng của Cato giáo Roma. Thật vậy, truyền thống trong Cato giáo Roma được tóm tắt trong câu: tín đồ Cato phải tin tất cả những gì Thiên Chúa đã mặc khải và tất cả những gì giáo hội Cato dạy, bất kể là những điều đó có hay không có trong Kinh Thánh. Vì truyền thống Cato nghĩa là những gì giáo hội dạy và Thánh Kinh đều do Thiên Chúa mặc khải. Bản chất của Tin Lành cũng không khác gì Cato giáo. Họ chỉ thay những lời giáo hội dạy rằng của Cato giáo bằng câu Thánh Kinh viết rằng, và điều kiện tiên quyết để theo Tin Lành là phải tuyệt đối tin vào Thánh Kinh và huyền thoại cứu rỗi của Giêsu. Trong Tin Lành, thẩm quyền của giáo hội trong Cato giáo được thay thế bằng thẩm quyền của Thánh Kinh. Mục sư Tin Lành Ruben Alves viết trong cuốn Protestant and Deception trang 62 như sau về đức tin trong đạo Tin Lành: nếu những sự kiện khoa học, nhân văn, xã hội, vân vân hay thực tế ở ngoài đời mà trái ngược với Kinh Thánh thì những sự kiện này đương nhiên phải dẹp bỏ. Nếu khoa học mà phù hợp với Kinh Thánh thì đó là khoa học tốt. Nếu khoa học mà không phù hợp với Kinh Thánh thì đó là khoa học xấu. Truyền thống trong Tin Lành cũng là phải tuyệt đối tin rằng con người sinh ra trong tội lỗi, và do bản chất đó con người không thể làm gì tốt.
phải bị đọa vĩnh viễn. Và cách duy nhất để được cứu rỗi là phải tin vào quyền năng của Giê-xu. Vì vậy, Ruben, Alves, Quýt, chúng ta không bao giờ thấy tin lành giải thích hay biện minh cho thẩm quyền của Thánh Kinh bằng sự hiểu biết hay xuyên qua những thực tế ở ngoài đời. Do đó, thảm trạng của nhân loại ngày nay là gần một phần dân số trên thế giới vẫn tiếp tục sống trong bóng tối của một ý thức hệ mà thực chất không còn phù hợp với trình độ trí thức của con người trong thời đại thông tin điện tử này. Họ là nạn nhân của một nền thần học tinh vi dựa trên nhiều ngụy tạo và gian dối. Một nền thần học có tác dụng giữa họ trong bóng tối của đức tin thời Trung Cổ. Luận cứ này được chứng minh trong những phần sau của cuốn sách này. Cho nên nếu chúng ta đặt một câu hỏi then chốt Giê-xu là ai, thì câu trả lời thật là dễ dàng đối với những tín đồ Kitô giáo, Cato cũng như Tin Lành Chúa tôi, vì họ chỉ được dạy như vậy và tin có như vậy. Nhưng nếu chúng ta hỏi tiếp Chúa tôi là ai, thì có lẽ tín đồ Kitô giáo sẽ không trả lời vì không biết trả lời ra sao. Nhưng phần chắc là do được dạy nhồi sọ từ nhỏ, họ sẽ nhìn chúng ta với một cặp mắt khinh khi, cho rằng chúng ta đích thật là những kẻ mọi rợ chưa biết đến tin mừng phúc âm, trong khi họ chưa bao giờ đọc đến phúc âm và cũng không biết trong phúc âm có những gì ngoài vài điều vụn vặt chọn lọc được rao giảng trong nhà thờ và trong sách báo tuyên truyền một chiều của Kitô giáo. Chỉ có điều đối với thiểu số trên thế giới thì phúc âm, hay nói cho đúng hơn những điều mê tín cách đây hơn 2.000 năm của dân tộc Do Thái, quả mang đến một tin mừng. Cứ tin ở Chúa thì sau khi chết phần hồn sẽ được lên thiên đường cùng Chúa, và đến ngày phán xét cuối cùng thì Chúa sẽ làm cho xác chết của mình sống lại đoàn tụ với linh hồn. Nhưng đối với đa số trên thế giới hiện đại có chút ít đầu óc thì chuyển linh hồn lên thiên đường và xác chết ngày sau sống lại thuộc loại chuyện chú cội ngồi Giê-xu trong lịch sử Kitô giáo. Tác giả ba tác phẩm nghiên cứu về cùng một chủ đề này là hai học giả Kitô, Colin Roth và Thomas Wright, và linh mục Cato John Dominic Corotan, giáo sư thần học tại Đại học Debon de Chicago trong 26 năm. Ba tác phẩm này cùng với nhiều tác phẩm nghiên cứu khác ngày nay đã có thể cho chúng ta một cái nhìn về nhân vật Giê-xu hoàn toàn khác, với hình ảnh cùng những thuộc tính mà các giáo hội đã cấy vào đầu óc của các tín đồ về Chúa của họ. Ngay cả mặt mũi thực sự của Giê-xu cũng được đại BBC dùng máy điện toán tái tạo dựa trên những mẫu sọ người Do Thái cách đây 2.000 năm. Và những hình vẽ người Do Thái cho đến thế kỷ thứ tư, hình ảnh gần đúng với sự thật đã được đăng lên báo chí và chương trình Đáp Linh NBC của đài truyền hình NBC ngày 11 tháng 4 năm 2001 cũng đưa lên cho cả thế giới coi. Hình ảnh này cũng được đài TV Discovery loan truyền cho thế giới coi tối ngày 15 tháng 4 năm 2001 trong cuốn phim khảo cứu Giê-xu The Complex Story, cùng với những chi tiết đối ngược với những luận điệu thần học của giáo hội. Theo các khoa học gia thì hình ảnh Giê-xu mà chúng ta thường thấy trên các hình vẽ, tượng hình v.v. ngày nay chỉ là những sản phẩm tưởng tượng của các nghệ sĩ Aesthetic Fantasy thuộc giống dân da trắng, vì sự thật là không có một tài liệu nào cho biết hình dáng Giê-xu ra sao. Nhưng với kỹ thuật tái tạo trong khoa học ngày nay, người ta có thể tái tạo khuôn mặt của Giê-xu một cách sát với thực tế nhất. Khuôn mặt này trông thô lỗ, râu tóc quăng, da ngăm ngăm, mũi to, môi dày v.v. như chúng ta thấy ở đầu cuốn sách này. Không có gì giống với những hình ảnh do người da trắng tạo ra theo sự tưởng tượng của họ.
Sự tái tạo khuôn mặt Giê-xu của đài BBC đã gây nên nhiều phản ứng trong giới da trắng, vì theo quan niệm của họ, Giê-xu phải là người da trắng, mặt mũi gọn ghẽ như hình ảnh mà chúng ta thường thấy trong các xã hội Âu Mỹ. Trong tờ Chicago Tribune ngày 13 tháng 4 năm 2001, Ratton viết vấn đề không phải là có lẽ Giê-xu có tóc quăn, mũi lớn, môi dày, da đen, mà lại tại sao hình ảnh này lại thu hút sự chú ý, phản đối của một số người da trắng. Trong nhiều thế kỷ, dân da trắng đã hưởng lợi thế về tôn giáo, tâm lý, chính trị và kinh tế vì đã vẽ ra một vị thần theo hình ảnh của họ. Vẽ ra chân dung của Giê-xu như là một người da trắng vốn không phải là điều khó hiểu. Đó chỉ là thần học dưới dạng nghệ thuật. Vậy thì Giê-xu là ai? Cho đến thế kỷ thứ 16, hầu như toàn thể Á Châu chẳng có mấy người biết Giê-xu là ai. Còn ở Âu Châu thì không một ai dám đặt câu hỏi này, và không một ai dám phê phán bình luận cuốn Thánh Kinh vì sợ bị tù đày, tra tấn và mang đi thiêu sống. Chúng ta nên nhớ những tòa án xử dị giáo của giáo hội Cato. Vì thế giới loài người càng ngày càng văn minh, do đó quyền lực của giáo hội cũng càng ngày càng suy sụp, chỉ được dẹp bỏ vào khoảng giữa thế kỷ 19 sau khi đã tra tấn và giết hại 11 triệu người dị giáo. Và thánh bộ cầm đầu các tòa án xử dị giáo đã được biến thể, đổi tên thành Thánh bộ truyền bá giáo lý về đức tin, ngày nay do Hồng Y Thiết Giáp Ratzinger đứng đầu. Sự tiến bộ trí thức là một định luật thiên nhiên của nhân loại. Dù giáo hội Cato đã tìm hết cách và sử dụng tối đa mọi quyền lực thế gian trong suốt 1.500 năm, từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ 19, với những biện pháp dã man, tàn bạo nhất để ngăn chặn sự tiến bộ này, cuối cùng giáo hội cũng phải đầu hàng trước những bước tiến trí thức của loài người. Thật vậy, ngay từ năm 1760, Hermann Sanunon Riemann xuất, giáo sư ngôn ngữ Á Đông tại Đại học Hamburg bên Đức, đã viết một cuốn sách đưa ra nghi vấn về thực sự. Lịch sử viết trong các phúc âm, vì sợ bị giáo hội trả thù, ông ta đã xếp đặt để cho các tác phẩm của ông được xuất bản sau khi ông ta chết. Rồi cho đến năm 1835, giáo sư thần học David Friedrich Shaw cho ra đời cuốn khảo sát kỹ cuộc đời của Giê-xu. Trong đó tác giả dùng những phương pháp phân tích để đi tới kết luận các phúc âm không phải do các tông đồ của Giê-xu viết, mà là do những tín đồ Kitô về sau, những người đang lẫn những truyền thuyết, những điều tưởng tượng và sự kiện vào với nhau. Sau đó Shaw bị cấm dạy môn thần học cho đến khi chết. Chúng ta có thể đọc tóm tắt những tác phẩm của Riemann và Shaw trong cuốn sách được coi là làm lung lay thế giới thần học. Vào đầu thế kỷ 20, tìm kiếm nhân vật Giê-xu lịch sử của một tác giả nổi tiếng trên toàn thế giới, y khoa bác sĩ Albert Schweitzer. Người ngoài bằng bác sĩ, Albert Schweitzer còn có hai bằng cấp khác, tiến sĩ thần học và tiến sĩ triết học. Bước sang thế kỷ 20, sự khám phá ra những cuộn kinh nơi biển chết, song song với kỹ thuật định tuổi vật chất cùng nhiều khám phá khác trong ngành khảo cổ, đã giúp cho những nhà nghiên cứu rất nhiều trong công cuộc đi tìm những sự thật trong kinh thánh. Rồi đến thập niên 1960, những khoa dạy môn thần học trong các trường đại học Kitô bắt đầu xuống dốc, vì càng ngày càng ít người học. Nhiều học giả đã bỏ các trường đại học Kitô để sang dạy tại các trường đại học công, nơi đây họ có nhiều tự do hơn trong việc khảo cứu. Tất cả những sự kiện trên đã làm động cơ thúc đẩy cho công cuộc nghiên cứu phúc âm
và về nhân vật Giê-xu phát triển mạnh mẽ. Điển hình là Hội Nghiên cứu Giê-xu, gồm nhiều học giả ở trong cũng như ở ngoài các giáo hội Kitô, đã phối hợp với các kỹ thuật nghiên cứu tân tiến nhất như khảo cổ, cổ sinh vật học, phương pháp định tuổi vật chất với phương pháp phân tích ngữ học, cổ ngữ học, xã hội học, sử học v.v. Để phân tích từng câu, từng lời, từng sự kiện viết trong phúc âm, một khuôn mặt đặc biệt trong ngành nghiên cứu tân ước lại chính là một linh mục Cato John Mayer, giáo sư thần học, trong tác phẩm Một người Do Thái ở ngoài lề không đáng kể. Nghĩ lại về nhân vật Giê-xu lịch sử, tập 1 và 2, nhà xuất bản Double Day tại New York phát hành năm 1991 và năm 1994 với sự duyệt và phê chuẩn của Vatican, tuy còn dày dặn trong những điểm tế nhị khác thuộc về đức tin của Cato, linh mục Mayer đã thẳng thắn luận về những bằng chứng tỏ Giê-xu là đứa con hoang đã lấy vợ và nhiều chủ đề khác có thể gây ngỡ ngàng trong một giáo xứ. Hơn thế nữa, Mayer đồng ý với các đồng nghiệp trong ngành bác bỏ những chuyện có tính cách siêu nhiên trong tân ước, như là sự thật lịch sử Giê-xu đi trên sóng, biến đổi nước thành rượu và các phép lạ khác vân vân. Linh mục Mayer cũng bàn đến một vấn đề quan trọng khác liên hệ đến tính lý then chốt Maria đồng trinh của Cato giáo, và đưa ra bằng chứng trong kinh thánh chứng tỏ là bà Maria đã sinh nở ít ra là 7 lần với Giê-xu là đứa con đầu lòng. Lẽ dĩ nhiên tuyệt đại đa số tín đồ Kitô không hề biết đến những kết quả nghiên cứu sâu rộng này. Vậy kết quả những công cuộc nghiên cứu về nhân vật Giê-xu ra sao? Cho đến nay, các chuyên gia về tôn giáo ở trong cũng như ngoài Kitô giáo đã có thể đưa ra một giải đáp khá chính xác cho câu hỏi Giê-xu là ai. Những kết quả nghiên cứu tổng hợp về nhân vật Giê-xu đã cho chúng ta một con người lịch sử hoàn toàn khác với hình ảnh Giê-xu mà các giáo hội Kitô đưa ra trước đám đông với tín đồ thấp kém. Tại sao vậy? Chúng ta có thể đọc trong cuốn Sự thật về phúc âm của Russell Shorto, trong một học giả đã nghiên cứu và duyệt qua những công cuộc nghiên cứu về nhân vật Giê-xu trong hai thế kỷ 19 và 20, những đoạn như sau: bữa ăn chiều cuối cùng sinh ra từ một trinh nữ chết rồi sống lại, những niềm tin chính của Kitô giáo đang bị thử thách từng điểm một. Các học giả chuyên nghiên cứu về thánh kinh một thời đã là những người giữ gìn nền thần học Kitô, ngày nay đang dùng trong khảo cổ, cổ sinh vật học, ngữ học, khoa học điện toán và ngay cả khoa học vật lý các hạt nhỏ để tìm hiểu vấn đề Giê-xu là ai. Kết quả là một sự duyệt lại tận gốc rễ phúc âm, và chuyện trong phúc âm nay đã trở nên thật là rõ ràng, nhưng lại làm một con số người choáng váng bàng hoàng. Điều quan trọng nhất là tác động của quan điểm khoa học ngày nay đã khiến cho các học giả, ngay cả những người được giáo hội Cato bảo thủ cho phép nghiên cứu như linh mục John Mayer trước công nguyên cũng phải đồng ý. Và phần lớn những điều chúng ta biết về Giê-xu chỉ là huyền thoại. Công cuộc nghiên cứu của Hội Nghiên cứu Giê-xu và của tất cả những nhà nghiên cứu thánh kinh ngày nay biểu thị cho một sự chuyển hướng của các học giả chuyên gia nghiên cứu về thánh kinh về tiêu chuẩn lương thiện văn hóa, lánh xa sự độc đoán của giáo hội. Theo Phúc, chủ tịch Hội Nghiên cứu Giê-xu trước công nguyên, các học giả đã biết rõ sự thật về nhiều thập niên nay rằng Giê-xu chẳng gì khác hơn là một người thường sống với một ảo tưởng. Ảo tưởng tin rằng mình chính là con của thần Do Thái và là đấng cứu tinh của dân Do Thái trước công nguyên. Họ đã dạy điều này cho nhiều thế hệ các linh mục và mục sư, nhưng những vị này vẫn giữ kín, không cho đám con chiên biết vì sợ gây ra những phản ứng xúc động dữ dội trong đám tín đồ. Do đó, những người còn sống trong bóng tối là những tín đồ Kitô bình thường. Có 3 chi tiết quan trọng trong đoạn tóm tắt kết quả nghiên cứu về nhân vật Giê-xu của sách ở trên. Phần 1,
Phần lớn những điều mà ngày nay chúng ta biết về Giê-xu chỉ là huyền thoại. 2. Giáo hội và các bậc lãnh đạo trong giáo hội đã biết rõ sự thật trên. 3. Chỉ có những tín đồ Kitô và có thể những bậc lãnh đạo Kitô trong các nước kém phát triển hoặc một số người ngoại đạo không hề nghiên cứu về nhân vật Giê-xu là vẫn còn tin rằng những gì giáo hội dạy về Giê-xu đều là sự thật và do đó vẫn tiếp tục sống trong bóng tối. Phải chăng Shorto đã đưa ra những nhận định vô căn cứ? Tuyệt đối không phải. Chúng ta hãy xét đến vài kết quả nghiên cứu điển hình về nhân vật Giê-xu của một số giám mục, linh mục, học giả chuyên về tôn giáo. Một trong cuốn Giê-xu là ai? Học giả Kitô Colin Cross viết như sau trong phần dẫn nhập: nhìn từ xa và xét về toàn thể, Giê-xu Nazareth có vẻ như là một nhân vật lịch sử hiển nhiên, nhưng khảo sát kỹ về bất cứ chi tiết nào cũng làm cho hình ảnh này mờ nhòa. Lý do về sự bất minh này thật là hết sức đơn giản, đó là chúng ta không có bất cứ một tài liệu nào thuộc bất cứ lĩnh vực nào về phần lớn cuộc đời của ông. Ông ta không viết một cuốn sách nào, ngay cả hình dáng của ông ra sao cũng không ai biết. Không có ngay cả một bằng chứng nào tự nó có giá trị để chứng tỏ là ông đã hiện hữu. Những tài liệu hiện hữu, những phúc âm chỉ viết về một phần nhỏ nhoi của đời ông và được viết theo quan điểm sùng bái cá nhân và ghi nghi thức tôn giáo, chứ không phải theo quan điểm sử học thông thường. Trong những chuyện kể trong phúc âm có những điều bất phù hợp nghiêm trọng, cũng như những điều rõ ràng là không thể xảy ra. Mục sư 3. Hai mục sư Andrew và Bringard cũng viết như sau trong cuốn Thi hành đúng như trong sách: những thảm họa trong quá khứ và hiện tại do quyền lực thánh kinh gây nên. Điểm đồng thuận ngày nay là nhân vật lịch sử Giê-xu, những lời Giê-xu nói và những hành động Giê-xu làm, và những biến cố xảy ra trong cuộc đời của ông không thể xác định được chính xác, trong khi chúng ta biết tác giả của một phúc âm nhìn nhân vật Giê-xu như thế nào, như họ đã viết lại và viết lại như thế nào. Thường là chúng ta không thể đi quá những điều viết trong phúc âm để biết về chính con người thật của Giê-xu. Chúng ta không thể đoán quyết và là những lời nào viết trong phúc âm về cuộc đời của Giê-xu là đúng như thật. Chúng ta vấp phải sự thật sau đây về nhân vật Giê-xu. Chúng ta không biết khi nào ông ta sinh ra và ở đâu, cũng như khi nào ông ta chết. Ông là một người không có một tiểu sử. Chúng ta không biết những hoạt động của ông. Như là một thầy giảng trước, quần chúng thật sự đúng là ở đâu và kéo dài bao lâu, nói cho thật đúng. Chúng ta chẳng biết gì nhiều hơn là ông ta đã sinh ra đời. Có người theo ông là môn đồ và ông ta bị hành quyết trên giá hình chữ thập, loại hình phạt của La Mã, và như vậy có một cái cục xấu số. Ông Giê-xu này không chỉ nằm sâu dưới đất ở Jerusalem, nghĩa là thực ra đã chết và chôn ở Jerusalem trước công nguyên, mà còn ở dưới một núi, những nghệ thuật tồi tệ, chuyện hoang đường và cách diễn giải của giáo hội. Học giả Andrew Hayway viết trong cuốn Con của Người: không còn nghi ngờ gì nữa, sự phân tích lịch sử đã chứng tỏ là các phúc âm không phải là những điều do kỳ thần Kitô linh cảm, hoặc là những điều trung thực do nhân chứng kể lại về cuộc đời của Giê-xu, mà là những câu chuyện đã được gọt giũa cẩn thận, được xếp đặt để cho phù hợp với hoặc cổ xí những sở thích tôn giáo, nhân cách, nhóm người khác nhau trong những năm đầu đầy xúc động của Kitô giáo. Những phúc âm không phải là những tài liệu viết ra theo sự linh cảm trực tiếp của thần thánh hoặc những ghi chứng lịch sử rõ ràng. Chúng không phải là những điều mặc khải trực tiếp của thần Kitô, hoặc là những chuyện do những nhân chứng, những người biết rõ Giê-xu muốn kể lại rõ ràng những kinh nghiệm của họ đối với Giê-xu, được viết vào cuối thế kỷ đầu. Chúng biểu thị và cố động
những truyền thống trong những cộng đồng Kitô đầu tiên và từ từ biến đổi trong khoảng 300 năm trở thành những phúc âm ngày nay chúng ta có. Giám mục John Selby Phong viết trong cuốn Sinh ra từ một người đàn bà: Giêsu được diễn giảng bởi những tín đồ Kitô lúc đầu theo những quan niệm về thần Kitô mà họ tin tuyệt đối, dựa theo hình ảnh của một ông vua trên trời. Điểm chủ yếu là hình ảnh Giêsu ngồi bên phải của cái ngai của Chúa Cha ngồi trên trời. Hình ảnh này phản ánh niềm tin huyền thoại phổ thông thời đó về một vũ trụ được coi như là một vương quốc. Nhưng Giêsu đã được sinh ra từ một người đàn bà. Sự sinh ra đời của Giêsu cũng gây nhiều tai tiếng, như cách ông ta chết. Ông ta, Giêsu, không là ai cả, một đứa trẻ ở Nazareth. Chẳng có gì tốt đẹp có thể rút tỉa ra những sự sinh ra đời này. Chẳng có ai biết cha ông ta là ai. Rất có thể ông ta là một đứa con hoang trải rác trong miền đất truyền thống Kitô lúc đầu. Bốn phúc âm có những chi tiết chứng tỏ như vậy, giống như những thổi mìn chưa kiểm chứng và chưa nổ. Rồi giám mục Phong đã tạo ra những luận cứ nhiều khi rất mâu thuẫn của giáo hội đưa ra để thay đổi những sự kiện như trên tên như sau. Một lần nữa, nghệ thuật diễn giảng lại được mang ra áp dụng. Ông ta không phải là đứa con hoang. Thần Kitô, cha ông ta, Thánh Linh đã sinh ra ông ta. Ông ta không sinh ra ở Nazareth mà sinh ra ở Bethlehem, thị trấn của David. Được sinh ra ở Bethlehem đã được tiên đoán bởi nhà tiên tri Malachi. Ông ta không phải là ai cả mà là thuộc dòng dõi vua David. Trong cuốn Giêsu chính gốc, hai tác giả Emmack Gugber và Hodger Kentick viết hầu như không có đề tài nào khác gây nổi trong thế giới Tây Phương như là nhân vật Giêsu Nazareth. Hầu như không có đề tài nào khác đã đưa đến sự hiện hữu của cuốn sách như vậy, hoặc đến những sự tranh luận sôi nổi và nồng nhiệt như vậy. Tuy vậy, nhân cách của con người Giêsu lịch sử được bao phủ bởi một bức màn đen tối dày đặc trong 15 thế kỷ. Chúng ta chỉ có những chuyện kể về Giêsu theo luận điệu thần học chính thức của giáo hội, viết ra với mục đích củng cố đức tin Kitô, cùng lôi cuốn người ngoại đạo vào Kitô giáo. Trong thế kỷ 19, lần đầu tiên Tân Ước được đưa ra làm chủ đề nghiên cứu trí thức. Đây là sự bắt đầu của công cuộc khảo cứu hệ thống và về cuộc đời Giêsu. Năm 1835, David Friedrich Strauss đã xuất bản một cuốn sách với nhan đề Cuộc đời của Giêsu, gây nhiều ảnh hưởng, trang bị với những quan điểm phân tích thuần lý. Với tinh thần không thỏa hiệp, Strauss đã thẳng thắn bác bỏ tính cách chính xác lịch sử của các phúc âm. Đối với ông, những điều viết trong phúc âm chỉ là những truyền thuyết và những chuyện sùng tín về hình ảnh con người Giêsu. Lấy ý từ Cựu Ước, sự chống đối tính cách xác thực của phúc âm như trên còn đi xa hơn vào khoảng giữa thế kỷ 19. Bruno Bauer loại hẳn hình ảnh của Giêsu trong công cuộc nghiên cứu lịch sử, tuyên bố rằng nhân vật chính trong Tân Ước là một phát minh huyền thoại. Giêsu và Paulo chỉ là những giả tượng văn chương và Kitô giáo được coi là tạo ra bởi một nhóm cuồng tín pha chế đức tin xung quanh hai nhân vật phát minh từ những truyền thống tôn giáo Hy Lạp, Do Thái và La Mã. Ngày nay chúng ta có đến hơn 80.000 tác phẩm chuyên khảo về Giêsu, nhưng tác dụng của chúng để soi sáng nhân vật Giêsu lịch sử thật quá là vô cùng khiêm nhường. Ai là Giêsu? Ông ta sinh ra bao giờ? Hình dáng ông ta ra sao? Khi nào ông ta bị đóng đinh trên thập giá? Bao giờ, ở đâu? Và ông ta chết như thế nào? Tìm kiếm giải đáp cho những câu hỏi trên đã trở thành một vấn đề không giải quyết nổi. Trong những cuốn sách viết về hai thế kỷ đầu, hầu như không có cuốn nào nhắc đến Giêsu
như là một con người thực sự hiện hữu. Những nguồn tài liệu về sao toàn là những tác phẩm thần học dựa trên niềm tin không thắc mắc Giê-xu là con đấng cứu tinh của dân Do Thái trước công nguyên và là con của thần Giê-hô-va. Thần Do Thái trước công nguyên, do đó hầu như không có những tác phẩm và thực sự vô tư về Giê-xu, và cho tới ngày nay công cuộc nghiên cứu và trí thức cũng không ở vị thế có thể khẳng định là Giê-xu sinh ra năm nào. Hầu như không có tài liệu nào nói về cuộc đời niên thiếu của Giê-xu, một giai đoạn quan trọng làm nền tảng tạo ra cá tính của con người. Ngay cả những chuyện kể về khoảng thời gian ngắn ngủi ông ta tiếp xúc với quần chúng cũng không nói gì nhiều về tiểu sử của ông ta. Có vẻ như ông ta không được các sử gia đương thời biết tới, hay ít nhất là không đáng kể để nhắc tới. Vậy làm sao mà các sử gia ngày nay không hề biết tới những phép lạ hoặc những hiện tượng ghi lạ như được kể trong phúc âm? Michael Martin trong cuốn Bản án chống Kitô giáo viết: những phương pháp phân tích hiện đại về khoa học thuật khảo cứu Thánh Kinh đã đặt vấn đề về tính cách và xác thực của Thánh Kinh, nhất là Tân Ước, trong ánh sáng của sự phân tích Tân Ước này. Nhiều nhà thần học đã cho rằng người ta chẳng biết được bao nhiêu về Giê-xu. Thí dụ, Vất Triêu Linh cho rằng không có một ngày tháng nào trong đời sống của Giê-xu có thể được khẳng định, và Zikhan đoán quyết rằng điều duy nhất ta biết về Giê-xu là ông đã hiện hữu trong một thời điểm mà chúng ta chỉ có thể biết một cách đại khái. Nhiều học giả khác cho rằng việc tìm kiếm một Giê-xu lịch sử là điều vô vọng. Sự thật về con người Giê-xu lịch sử được tôn trọng nhất ngày nay là của Rockwell. Well nhấn mạnh rằng những nghi vấn về giá trị lịch sử của Giê-xu của ông phần lớn dựa trên những quan điểm của các nhà thần học Kitô và các học giả chuyên về Thánh Kinh. Những vị này đồng thuận chấp nhận rằng các phúc âm được viết trong khoảng từ 40 đến 80 năm sau khi Giê-xu mãn kiếp. Và bởi những tác giả vô danh không đích thân biết đến Giê-xu, theo Well thì những vị trên thừa nhận rằng trong những chuyện kể về Giê-xu phần lớn là truyền thuyết, và những chuyện trong phúc âm được viết theo động cơ thần học của những tác giả. Ngoài ra, những bằng chứng trong phúc âm thuần túy là của Kitô giáo. Trên đây chỉ vài nhận định tổng quát về tiểu sử không rõ ràng của Giê-xu. Sở dĩ những học giả nghiên cứu về nhân vật Giê-xu đưa ra những nhận định như trên là vì họ đã dùng những phương pháp khảo cứu phân tích khoa học trên mọi khía cạnh liên quan đến con người Giê-xu. Thí dụ như đối chiếu cổ sử, phân tích cổ ngữ, phân tích từng câu, từng lời trong Thánh Kinh, v.v. Đi vào chi tiết và dựa trên Thánh Kinh, chúng ta còn thấy rõ ràng là không có một căn bản nào có tính cách thuyết phục để cho những người có đầu óc có thể biết được Giê-xu là ai để mà tin. Vì trong Thánh Kinh có quá nhiều điều mâu thuẫn về con người lịch sử của Giê-xu. Những chi tiết về một phần nhỏ trong khoảng 3 năm cuối cùng cuộc đời ngắn ngủi 33 năm của Giê-xu được mô tả trong cuốn Phúc âm Matthew, Matthew, Marco, Luke, Luca và John, những thư viết do tông đồ của Paulo. Nhưng chính những chi tiết này, khi sinh ra đời, gia phả thời gian gần 3 năm đi giảng đạo, khi chết đều hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Vì chúng hoàn toàn mâu thuẫn với nhau chứ không phải là bổ túc cho nhau như theo luận điệu bào chữa của một số tín đồ được dạy như vậy, mà không tự chính mình đọc Thánh Kinh với một đầu óc suy luận. Cho nên chúng ta không thể dựa vào đâu để tin chi tiết nào là thật, chi tiết nào là giả. Sau đây tôi xin trích dẫn vài đoạn trong Thánh Kinh liên quan đến sự sinh ra và gia hệ của Giê-xu cho quý vị độc giả thấy rõ vấn đề. Trước hết, chúng ta cần ghi nhận rằng ngày nay những người nghiên cứu Tân Ước ở trong cũng như ở ngoài giáo hội đều đồng ý với nhau những điểm như sau đây. Một, những thư của Phao-lô được viết vào khoảng 20 năm sau khi Giê-xu chết và không hề viết gì về cuộc đời của Giê-xu, nơi sinh ra, nơi giảng đạo, nơi bị hành hình, v.v. Và còn viết rằng Giê-xu là con của Giô-phép và Ma-gia, một người đàn bà. 2.
trong bốn phúc âm thì phúc âm mắc được viết sớm nhất vào khoảng 40 năm sau khi Giê-xu chết, và mắc cũng không viết gì về sự sinh ra của Giê-xu từ một trinh nữ cũng như về gia hệ của Giê-xu. 3. Hai phúc âm Matthew và Luke thuộc được viết vào khoảng cuối thế kỷ đầu, nghĩa là khoảng 70 năm sau khi Giê-xu chết. 90% nội dung lấy của Mắc và thêm vào đó chuyện Giê-xu được sinh ra từ Maria đồng trinh và viết về gia hệ của Giê-xu. Thêm vào với mục đích gì? Ngày nay các học giả nghiên cứu Thánh Kinh đã rõ. 4. Phúc âm John được viết vào đầu thế kỷ thứ 2, có thể gần 100 năm sau khi Giê-xu chết, và cũng không biết viết gì về sự sinh ra của Giê-xu. 5. Cả năm tác giả trên đều không là tông đồ của Giê-xu, không trực tiếp biết Giê-xu là ai, cho nên chỉ viết lại những chuyện đồn đại theo ý kiến và chủ đích riêng của mình. Như trên đã nói, trong Tân Ước chỉ có hai phúc âm Matthew và Luke là nói về sự sinh ra của Giê-xu. Phúc âm Matthew kể như sau: Matthew 1:2 trang 18-24. Sự sinh ra của Giê-xu Kitô như sau: sau khi mẹ Giê-xu là bà Mary đính hôn với Giô-phép, trước khi họ giao hợp cùng nhau, người ta thấy bà có mang với Thánh Linh. Chồng nàng Joseph là người tốt bụng và không muốn nàng bị nhục trước công chúng, định kín đáo từ hôn. Nhưng khi ông còn đang suy nghĩ về quyết định này, bỗng nhiên một thiên sứ hiện ra trong giấc mộng nói rằng: Joseph, con dòng David, đừng có sợ, cứ lấy Mary làm vợ, và cái thai nàng mang trong bụng là của Thánh Linh. Rồi nàng sẽ sinh ra một đứa con trai, ngươi hãy đặt tên cho nó là Giê-xu, vì nó sẽ cứu dân của nó khỏi tội lỗi. Việc xảy ra đúng như lời thần Kitô tiên đoán qua nhà tiên tri: này, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh hạ một con trai, và họ sẽ đặt tên cho hắn là Emmanuel, có nghĩa là thần ở cùng ta. Joseph tỉnh dậy theo lệnh của thiên sứ, cưới Mary làm vợ, nhưng không giao hợp cùng vợ cho đến khi Maria sinh đứa con đầu lòng, đặt tên là Giê-xu. Còn phúc âm Luke 1:2 trang 26-33 thì thuật lại chuyện sinh ra của Giê-xu như sau: qua tháng 6, thần Kitô sai thiên sứ Gabriel vào thành Nazareth xứ Galilê, đến một trinh nữ đã hứa hôn với một người tên là Joseph thuộc dòng dõi vua David. Tên người trinh nữ là Maria. Thiên sứ nói: hãy hoan hỷ lên, hỡi người được đặc ân, Chúa ở cùng nàng, phúc cho người đàn bà như nàng. Nhưng khi Maria thấy thiên sứ, không hiểu thiên sứ nói gì và những lời chúc tụng kia có nghĩa gì. Rồi thiên sứ nói với nàng: đừng sợ Maria, vì thần đã ban đặc ân cho nàng, và nay cô sẽ mang thai và sinh ra một con trai và đặt tên nó là Giê-xu. Đứa trẻ đó sẽ thành vĩ nhân và sẽ được gọi là con của Đấng Tối Cao, và thần sẽ cho hắn ngôi vị của David. Hắn sẽ cai trị dân Do Thái, hậu vệ của Gia-cốp mãi mãi, và nước hắn cai trị sẽ bất diệt. Thông điệp như trên của thần Gia-vê qua thiên sứ thật ra chỉ là do lúc bịa ra để khuyến dụ dân Do Thái tin theo Giê-xu. Vì những điều thiên sứ nói về Giê-xu hoàn toàn sai với sự thật. Giê-xu chẳng bao giờ cai trị dân Do Thái, và dân Do Thái cũng chẳng bao giờ chấp nhận Giê-xu là vua của dân Do Thái giống như David khi trước. Không những thế, dân Do Thái thời Giê-xu còn cho ông ta là kẻ phỉ báng thần Giê-va, tự xưng là con của thần và vua của dân Do Thái, là vị cứu tinh của dân Do Thái, vân vân. Và cho đến ngày nay, dân Do Thái dâng được thần Gia-vê chọn lựa làm dân của thần Joseph Fairwell vẫn không chấp nhận Giê-xu. Vì vậy mà suốt 2000 năm nay, giáo hội Ca-tô mới thù hận và tìm mọi cách để bắt hại dân Do Thái. Vậy nếu chúng ta đối chiếu với lời của thiên sứ thay mặt thần Gia-vê
trong đoạn loan báo cho Maria ở trên với thực tế thì chúng ta phải kết luận là những lời tiên tri của thần Gia Vê hoàn toàn sai. Vì không hề xảy ra, vậy chúng ta có thể chấp nhận những thuộc tính toàn năng, toàn trí của thần Gia Vê mà giáo hội đã cấy vào đầu tín đồ hay không? Mặt khác, đọc kỹ thánh kinh, chúng ta thấy rằng chuyện thiên sứ báo mộng cho Joseph xảy ra khi Maria đã có mang được 6 tháng. Và Maria không hề nói cho Joseph biết cái thai trong bụng mình từ đâu mà ra. Tại sao Maria phải giấu chồng khi mà bà được ân sủng đặc biệt của thánh linh khiến bà mang thai? Nhưng ở đây tôi sẽ không đi vào công việc phân tích những đoạn trên trong thánh kinh. Sự phân tích này tôi đã trình bày tạm gọi là đầy đủ trong chương 2 của cuốn Đức Tin Công Giáo, Giao Điểm xuất bản cuối năm 2000. Tôi trích dẫn những đoạn trên trong phúc âm Matthew và Luke chỉ để chứng minh một sự mâu thuẫn trong cực cùng cực trong hai phúc âm trên. Khi Matthew và Luke kể về dòng dõi gia hệ của Giê-xu cho rằng Giê-xu thuộc dòng dõi vua David, những chi tiết hoàn toàn bất phù hợp với chuyện Maria mang thai của thánh linh ở trên. Thật vậy, theo Matthew 1:2-17 thì các thế hệ tiếp nối dòng Giê-xu từ vua David như sau. Chúng ta nên để ý rằng trong hai danh sách trên kể về dòng dõi của Giê-xu thì có ba tên giống nhau chữ đậm, còn thì hoàn toàn khác biệt. Và Matthew kê ra 27 thế hệ trong khi Luke kê ra 42 thế hệ. Nếu những tên thế hệ đều giống nhau thì chúng ta có thể cho rằng Matthew bỏ sót. Liệt kê cách quản những thế hệ tiếp nối từ David đến Giê-xu nhưng rõ ràng là không phải vậy. Một vài nhà thần học Kitô đã đưa ra một cách giải thích có tính cách ngụy biện nhưng không được thông minh cho lắm, đó là gia phả của Giê-xu theo Luke là theo dòng họ mẹ, nghĩa là Maria chứ không phải là dòng họ bố của Joseph. Nghiên cứu về cổ sử và truyền thống Do Thái, các học giả đã bác bỏ lý luận ngụy biện này. Thật vậy, cả Matthew và Luke đều ghi Giê-xu thuộc dòng dõi cha là Joseph chứ không phải ghi là Giê-xu thuộc dòng họ mẹ là Maria. Ngoài ra, luận điệu ngụy biện trên không hề để ý đến sự kiện là gia phả của Maria trong Luke. Nếu thực là như vậy, lại nhiều hơn gia phả của Joseph tới 15 thế hệ, tính trung bình từ 20 đến 30 năm một thế hệ. Thì sự khác biệt này bắt đầu từ vua David là từ 300 năm đến 450 năm. Nhưng khi hứa hôn với Joseph thì Joseph đã nhiều tuổi, còn Maria mới có khoảng 14-15 tuổi. Kết luận, dòng họ Joseph hoàn toàn những người sống dai, còn dòng họ Maria toàn những người chết non, chết yểu. Đó là những điều mâu thuẫn phi lý mà giáo hội không sao giải thích nổi. Tuy vậy mà nhiều tín đồ Cato Việt Nam vẫn tin và viết báo ngụy biện là gia phả của Giê-xu trong lúc là theo dòng mẹ. Vậy khi những tín đồ Kitô nói đến chú tôi thì chú tôi, chú của họ là Giê-xu nào? Giê-xu nào của Matthew hay Giê-xu nào của Luke? Vì cả Matthew lẫn Luke đều viết Giê-xu vừa là con của thánh linh vừa thuộc dòng dõi vua David, hai điều hoàn toàn mâu thuẫn, có tính cách loại trừ hổ tương, có cái này thì không thể có cái kia. Có lẽ họ chẳng bao giờ bận tâm thắc mắc đến mâu thuẫn trên, vì giáo hội dạy rằng mọi thắc mắc về Chúa Giê-xu là một trọng tội, phải bị đày đọa nơi hỏa ngục trong ngọn lửa thiêu đốt vĩnh viễn. Hoang đường quá. Thomas Bie đã phân tích sự bất phù hợp trên trong cuốn Thời Đại Lý Trí, một cuốn sách đã giữ một địa vị cao trong nền văn học Tây Phương kể từ thế kỷ 19 đến nay. Về nhân vật Giê-xu, lịch sử Giê-xu Kitô được viết trong 4 cuốn mà người ta cho là Matthew, Mark, Luke và John viết chương đầu trong Matthew, bắt đầu bằng gia hệ của Giê-xu Kitô, và trong chương 3 của Luke cũng có gia hệ của Giê-xu Kitô. Nếu hai gia hệ này
phù hợp nhau, chúng cũng không chứng minh được là đúng, vì đó có thể là một gia hệ đã được đặt ra. Nhưng vì chúng mâu thuẫn nhau về từng chi tiết một, điều này chứng tỏ một cách tuyệt đối là chúng đều là giả. Nếu mắt theo đúng thì lúc phải sai, nếu lúc đúng thì mắt theo phải sai. Và vì không thể dựa vào đâu để tin ai đúng hơn ai, cho nên không dựa vào đâu để mà tin ai. Và nếu chúng ta không thể tin được điều đầu tiên mà họ đưa ra, làm sao chúng ta có thể tin được những điều họ nói về sau? Nếu chúng ta không thể tin họ về gia hệ của Giê-xu mà họ đưa ra, làm sao chúng ta có thể tin được khi họ nói với chúng ta là những điều kỳ lạ như Giê-xu là con của thần sinh ra bởi một hồn ma? Và một thiên thần đã bí mật loan báo sự này cho mẹ của Giê-xu. Lý lịch không rõ ràng của Giê-xu do đó là một lợi điểm để cho giáo hội khai thác và mê hoặc tín đồ. Vì giáo hội muốn giải thích thế nào cũng được, đặt ra chuyện nào cũng xong. Với phương pháp nhồi sọ tín đồ ngay từ khi còn nhỏ, uốn nắn đầu óc để cho tín đồ tuân phục hệ thống quyền lực trong giáo hội, tín đồ trở thành những người bị điều kiện hóa, không còn khả năng suy luận, chỉ còn biết tin theo một cách mù quáng. Mọi điều diễn giải của giáo hội, bất kể những điều này vô lý đến đâu, mâu thuẫn đến đâu, không hề thắc mắc. Họ đáng thương hơn là đáng trách. Và sự kiện thê thảm này không chỉ có trong đám tín đồ đầu óc thấp kém, mà còn có thể thấy rõ trong một số được coi là trí thức với giữ chức vụ trong Cato giáo Việt Nam. Nếu chúng ta đọc về đức tin Cato mà họ trình bày trong những bài viết hay tác phẩm của họ, sau đây là một thí dụ điển hình. Trong cuốn Chứng Nhân Hy Vọng, các bài giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và giáo triều Roma của Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận, Công đoàn Đức Mẹ xuất bản năm 2000, tác giả mở đầu cuốn sách bằng bài Suy Niệm Giảng Nhập. Gia phả Đức Giê-xu Kitô đứng trước mầu nhiệm Thiên Chúa, trang 25-34. Tác giả Nguyễn Văn Thuận chỉ nhắc đến gia phả Giê-xu trong mắt theo mà thôi, và đặc biệt là để biện minh cho những sự kiện được viết trong Thánh Kinh là trong gia phả của Giê-xu có nhiều người vô đạo đức. Phi luân tác giả đã đưa ra một luận điệu thần học có tính cách ngụy biện để biện minh cho những sự kiện không thấy tốt đẹp này. Tác giả viết trang 28: sự chọn lựa của Thiên Chúa có tính cách nhưng không đầy đủ tình thương. Không hiểu tác giả muốn nói gì trước công nguyên, không thể hiểu được theo lý luận của lý trí. Hàm ý dùng lý trí và lý luận thì không thể hiểu được Thánh Kinh. Chỉ có đức tin Cato, nghĩa là tin vào những điều giáo hội giảng dạy về Thánh Kinh, thì mới hiểu được Thánh Kinh muốn viết gì, và do đó hiểu được Thiên Chúa viết như trên. Ông Nguyễn Văn Thuận tưởng rằng như vậy là tôn vinh Thiên Chúa mà không biết rằng mình đang mạ lị Thiên Chúa. Đúng vậy, theo Cato giáo, Thiên Chúa sáng tạo ra con người theo hình ảnh của Thiên Chúa, nghĩa là có đầy đủ đầu óc và lý trí để có cảm nhận những điều mặc khải của Thiên Chúa. Rồi Adam cưỡng điều cấm của Thiên Chúa ăn một trái cây trên cây hiểu biết. Do đó đầu óc con người đã trở thành không thua gì Thiên Chúa, có khả năng phân biệt thiện ác. Nhưng tình thương qua những việc làm của Thiên Chúa, con người lại không hiểu được bằng đầu óc hay lý trí. Ai cũng biết những người không biết sử dụng đến đầu óc hay lý trí là những người ngu. Vậy hóa ra việc làm của Thiên Chúa chỉ để cho những người ngu tin theo hay sao? Vậy Thiên Chúa của những người ngu có giá trị gì đối với những người không ngu, nghĩa là biết sử dụng đến đầu óc và lý trí? Luận điệu dùng lý luận của lý trí không thể hiểu được những việc làm của Thiên Chúa chẳng qua chỉ là luận điệu của thời sơ khai. Bởi vì ngày nay sự hiểu biết của con người đã vượt quá xa sự hiểu biết của Thiên Chúa như được viết trong Thánh Kinh. Những kiến thức của con người ngày nay về khoa học, y học, vũ trụ học, sinh học v.v. đã bỏ xa những kiến thức của Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Sự kiện này đã quá hiển nhiên, chẳng cần phải chứng minh. Nhưng sự chọn lựa của Thiên Chúa mà chúng ta không thể hiểu được bằng lý trí là như thế nào? Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận
giải thích: Abraham bỏ trưởng lập thứ rồi đến Isaac, còn con của Abraham cũng bỏ trưởng lập thứ rồi đến Jacob, cháu của Abraham cũng phế bỏ đứa con đầu, lập đứa con thứ tư là Juda, và tất cả sự chọn lựa trên là do ý định nhiệm màu của Thiên Chúa. Ông giải thích thêm: chúng ta không được lựa chọn vì công trạng của mình, nhưng chỉ vì lòng từ bi của Chúa. Trước hết, chúng ta cần để ý là ông Nguyễn Văn Thuận đã mượn danh từ từ bi trong Phật giáo để dịch cho chữ grace, nghe cho có vẻ Việt Nam, chứ thực ra là grace có nghĩa là ân sủng hay ân huệ mà Thiên Chúa ban cho loài người. Nền thần học Kitô đưa ra quan niệm là chúng ta được cứu rỗi bởi vì ân huệ của Thiên Chúa mà thôi. Xin đọc thí dụ khắp Bắc: Que a suel sola grati online bi gran. Ngoài các tín đồ không bao giờ cần đến đầu óc của mình, nếu có và tuyệt đối tuân phục các cấp lãnh đạo trong Kitô giáo, có ai nghe lọt tai những lời giải thích này đầy tính huyền hoặc, ngụy biện và phi lý như trên? Thứ nhất, chuyện bỏ trưởng lập thứ là chuyện thường tình thế gian, chúng ta thấy đầy dẫy trong lịch sử Tào, ta. Những dân tộc không hề biết đến và cũng không hề tin vào một Thiên Chúa hữu danh vô thực. Vậy tất cả đều là ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa hay sao cơ? Thứ nhì, Thiên Chúa chọn lựa vì lòng từ bi, xích, thật hay sao? Từ là cho vui, bi và cứu khổ, Thiên Chúa bỏ người này, chọn người kia, bản chất đã là một hành động thiên vị. Vì nếu bảo rằng đó là thể hiện lòng từ bi đối với người được chọn, thì đối với người bị loại bỏ một cách bất công, Thiên Chúa đã thể hiện lòng gì? Mặt khác, Thiên Chúa lựa chọn tùy hứng, không lựa chọn trên căn bản đạo đức hay công trạng. Vậy thì chúng ta cứ việc làm ác rồi há miệng chờ quả sung từ bi của Thiên Chúa thì có được hay không? Sau cùng, Thiên Chúa đã sáng tạo ra con người theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thuyết sáng tạo ngày nay đã không còn chỗ đứng trong thế giới của khoa học. Thì mọi người đều phải bình đẳng trước Thiên Chúa. Tại sao Thiên Chúa lại phải nhúng tay vào chuyện chọn người kế vị của vài ông vua Do Thái vô đạo đức? Tại sao Thiên Chúa lại vướng mắc vào cảnh con yêu con ghét của người thường? Viết lên một câu phi logic mà nội dung có tính cách mà lị Thiên Chúa, mà ông Tổng giám mục cũng viết lên một được, thì chúng ta phải hiểu đầu óc của ông Tổng giám mục đã được giáo hội cho vào khuôn khép như thế nào. Nói tóm lại, cách giải thích theo luận điệu thần học của Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận chỉ là một lối ngụy biện không thuận lý. Điều này chúng ta có thể thấy rõ nếu chúng ta đọc tiếp cách giải thích một chiều của ông nơi trang 30, trang 31. Ông viết tiếp: nơi David, người nổi danh nhất trong các vua, đã sinh ra đấng Messiah, nghĩa là Giêsu, trước công nguyên. Sự thánh thiện và tội lỗi xen lẫn nhau với nước mắt cay đắng, Ngài xưng thú trong thánh vịnh các tội ngoại tình và sát nhân, nhất là trong thánh vịnh 50. Một cái vịnh trở thành kinh nguyện thống hối thường được dùng trong phụng vụ của giáo hội. Cả những phụ nữ mà Matthew nêu ra trong lần đầu sách tin mừng của Ngài như những người mẹ thông truyền sự sống. Từ cung lòng phúc lành của Thiên Chúa cũng gợi lên nơi chúng ta một sự xúc động. Tất cả họ đều là những phụ nữ ở trong những hoàn cảnh bất hợp lệ. Tamar là một phụ nữ tội lỗi, Rachab là một gái mãi dâm, Ruth là một người ngoại bang. Và về người phụ nữ thứ tư, người ta không dám nêu danh và chỉ nói đó là vợ của ông Uzziah. Người đàn bà đó chính là bà Bathsheba mà vua David đã ngoại tình. Tuy nhiên, dòng lịch sử tràn đầy tội lỗi và tội ác như thế đã trở thành một nguồn nước trong. Khi càng đến gần với thời gian sung mãn, đến Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu, và đến Chúa Giêsu, đấng Messiah, nơi các ngài là tất cả thế hệ được cứu chuộc. Danh sách của những tội lỗi mà Matthew nêu rõ trong gia phả của Giêsu không được gây gương mù cho chúng ta.
Trái lại, gia phả ấy tuyên dương mầu nhiệm Thiên Chúa. Cả trong Tân Ước, Chúa Giêsu đã chọn Bêrô là người chối, là người chối Ngài, và chọn Phaolô người đã bắt hại Ngài. Vậy là các vị trở lại trụ cột của giáo hội trong thế gian. Khi một dân tộc viết lịch sử chính thức của mình, họ thường nói về những chiến thắng đã đạt được những vị anh hùng hoặc sự cao cả của mình. Quả là một trường hợp duy nhất đáng ngưỡng mộ và tuyệt vời khi thấy một dân tộc không hề giấu giếm những tội lỗi của tiền nhân trong lịch sử chính thức của mình. Chỉ bằng vào một đoạn văn ngắn ở trên, chúng ta đã có thể thấy rõ rằng đạo Cato Roma đã thành công trong việc nhồi sọ, uốn nắn đầu óc tín đồ như thế nào. Từ nhỏ tới lớn, từ thấp đến cao, cao như ông tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận là cùng, nay đã lên đến một đỉnh danh vọng của Cato giáo với chức hồng y và sắp sửa lên giáo hoàng theo hy vọng của một số tín đồ có đầu nhưng không có óc. Nhưng tôi xin hỏi ông vài câu, bằng cách nào mà dòng lịch sử tràn đầy tội lỗi và tội ác như thế đã trở thành một nguồn nước trong, thưa ông tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận? Dù bà Maria và Giêsu có được môn thần học Kitô giáo đun lên thành những nhân vật thánh thiện, thì cái dòng lịch sử tràn đầy tội lỗi và tội ác như thế luôn luôn vẫn là một dòng lịch sử tràn đầy tội lỗi và tội ác. Một cá nhân có thể ăn năn sám hối những tội lỗi của mình và nguyện sẽ không tái phạm những tội lỗi đó nữa, tâm hồn được yên ổn, nhưng tội lỗi vẫn luôn luôn là một tội lỗi, vẫn phải gánh chịu nghiệp quả của những tội lỗi đó. Một linh mục can tội cưỡng bức tình dục trẻ em có thể ăn năn thống hối để Chúa rửa sạch tội lỗi, nhưng vẫn phải vào tù để đền tội thế gian, và cái tội ông ta phạm vẫn được ghi trong hồ sơ cá nhân của ông ta. Sự xóa bỏ tội lỗi của Chúa thật sự vô giá trước pháp luật thế gian, huống chi là những sự kiện lịch sử của một dân tộc, mà đây lại là dân tộc Do Thái, chẳng liên hệ gì với dân tộc Việt Nam. Trong hay đục thì cũng là lịch sử của dân Do Thái, và người Việt Nam chúng tôi chẳng có gì phải xấu hổ nếu nó đục, và cũng chẳng có gì phải hãnh diện nếu nó trong. Thực tế thì dòng lịch sử Do Thái từ khi Giêsu sinh ra cũng chẳng lấy làm gì hãnh diện mà gọi là nước trong. Giáo hội Cato đã làm cho lịch sử Do Thái đục ngầu máu nước, máu và nước mắt trong chính sách bách hại dân Do Thái suốt 2000 năm. Với cao điểm là Hitler, một tín đồ của Cato không hề bị giáo hội tuyệt thông, đã tiêu diệt 6 triệu người Do Thái trong các lò sát sinh giữa thế kỷ 20. Do Thái lập quốc và mở chiến dịch xâm chiếm cướp đất của khối Ả Rập. Và ngay bây giờ, đầu thế kỷ 21, Do Thái đang áp dụng chính sách cường quyền và bạo lực thẳng công lý. Không những thế, Thiên Chúa trong Cựu Ước dạy mắt đổi mắt, răng đổi răng. Nhưng ngày nay, Do Thái lại leo thang thành mắt đổi 10 mắt, răng đổi 10 răng đối với dân Palestine. Vậy dòng lịch sử đó trở thành trong ở chỗ nào? Viết như trên, chẳng phải ông Nguyễn Văn Thuận hy vọng có thể dùng một luận điệu thần học nguy biện để thay đổi những sự kiện lịch sử đã ghi trong sử sách? Luận điệu này chỉ để nói cho những bà lão công giáo nhà quê của linh mục Thiện Cẩm ở Bùi Chu, Phát Diệm, Hố Nai, Gia Kiệm và một số ở Houghton, Bonsa, San John, vân vân. Ngoài ra, ông định nói cho ai nghe đây? Đây không phải là một nơi phê bình văn phong hay tư tưởng, nếu có, của ông tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận. Nên sau đây tôi chỉ đưa ra vài nhận xét ngắn ngủi về đoạn văn trên để trình bày cùng quý độc giả thấy thế nào là đầu óc của một tín đồ Cato Việt Nam, dù ở địa vị cao trong hàng giáo phẩm, và thế nào là luận điệu thần học ngụy biện để lừa dối tín đồ. Thứ nhất, trong lịch sử Do Thái, David được coi là một người có công mở mang nước Do Thái và mang đến cho Do Thái một thời đại hùng cường
Nhưng tư cách và đời sống của David thì không có gì để có gọi là thánh thiện cả. Hắn là một tên bạo chúa, hiếu sát và hoang dâm. Tuy vậy, đối với dân Do Thái, hắn vẫn là một vị vua nổi danh trong Cựu Ước. Tuy nhiên, hắn không thể nào là người nổi danh nhất trong các vua đã sinh ra đấng Messiah, nghĩa là Giê-xu trước công nguyên, như Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận đã viết. Vì như tôi đã chỉ trích dẫn, từ Thánh Kinh như trên, David tới Giê-xu là 27 thế hệ theo Matthew và 42 thế hệ theo Luke. Cho nên chúng ta không thể dựa vào đâu để mà quyết định gia phả nào là của Giê-xu. Hơn nữa, điều khẳng định của ông Nguyễn Văn Thuận về vua David ở trên lại đương nhiên bác bỏ thuyết về Giê-xu là con của Chúa do Thánh Linh xâm nhập bất hợp pháp và bà Maria mà sinh ra, như sẽ được trình bày rõ hơn trong một đoạn sau. David không những mắc tội ngoại tình với Bác-hê-ba, vợ của Unsa, một tướng dưới trướng của David, mà còn dùng quyền lực cướp vợ của Unsa bằng cách gửi Unsa ra mặt trận với lệnh ngầm cho viên chỉ huy mặt trận là Job. Phải làm sao để cho Unsa không được sống sót tội lỗi của David thì đây là đầy ra đấy. Nhưng thánh thiện ở chỗ nào thì không thấy. Thánh Kinh và Tổng giám mục Thuận cũng không cho độc giả biết David Thánh Kinh thiện như thế nào. Trong phần phụ lục, quý độc giả sẽ biết rõ hơn về nhân vật David trong Cựu Ước. Thứ nhì, trong Thánh Kinh chẳng có chỗ nào viết là với nước mắt cay đắng ngài. Từ ngài Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận dùng để gọi một tên sát nhân hoang dâm vô đạo đức như David ăn năn trong thánh vịnh hay thi thiên các tội ngoại tình với sát nhân thánh vịnh là một tập hợp 150 bài thơ ngắn dài khác nhau, và nội dung là những lời rên rỉ ca thán vò đầu bứt tai của những kẻ loạn thần kinh. Bài nào cũng buồn chán như bài nào. Thánh vịnh 50 là thơ của Asaph làm chứ không phải của David. Có lẽ ông đã lầm với thánh vịnh 51, vì thánh vịnh này mới là những lời ăn năn thống hối của David rên rỉ cầu nguyện Chúa Cha, không phải là Giê-xu. Tha cho những tội ác đã phạm, tuy thực tế cho thấy rằng chẳng làm gì có Chúa và Chúa cũng chẳng có quyền gì để mà tha tội. 51:1-4, Đức Chúa Trời ôi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tội theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa cho tôi sạch hết trọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm của tôi, tội lỗi tôi làm bằng hằng ở trước mặt tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Có lẽ những lời ăn năn thống hối của Chúa này chỉ có một mục đích, đó là hy vọng được Chúa tha thứ để rồi sau khi chết sẽ được lên thiên đường sống cùng cuộc đời cùng Chúa. Nhưng đó là niềm tin của những người Do Thái cách đây hơn 2000 năm. Với trình độ hiểu biết của nhân loại ngày nay thì đến giáo hoàng John Paul đệ nhị cũng phải thú nhận rằng làm gì có thiên đường trên những tầng mây, tất cả đều do tâm mà ra. Vậy Thánh vịnh 51 đã trở thành lỗi thời với chẳng có tác dụng gì thực tế bám vào đó để mà phụng vụ. Thì chỉ có duy trì sự mê tín của thời bán khai, phải chăng phạm tội với con người mà lại còn là chỉ phạm tội với Chúa thôi, là điều mà thế giới này ngày nay không thể chấp nhận. Mặt khác, ngày nay các học giả nghiên cứu Thánh Kinh đã chứng minh được rằng trong 150 bài Thánh vịnh chỉ có vài bài được sáng tác trong thời đại của David, phần còn lại được sáng tác vào khoảng và sau thời kỳ Lưu Đày. Thứ ba, trong Thánh Kinh có hai Tama rất đặc biệt. Tama trong 2 Samuel 13:10-11-14 là một thiếu nữ bị chính anh ruột của mình Amon cưỡng hiếp. Tama là Amon, đều là một con ruột của ngài David của Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận. Còn Tama, người phụ nữ tội lỗi mà ông Thuận viết trong đoạn trên,
Còn đặc biệt hơn nữa, chồng chết ngủ với em chồng, em chồng chết ngủ luôn với bố chồng, sinh con gái. Đó là những mẫu người mà Tổng giám mục Thuận cho rằng được Thiên Chúa chọn với ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà không hề giải thích mầu nhiệm ở chỗ nào. Phải chăng mầu nhiệm chỉ vì những người vô đạo đức, phi luân? Là tiền nhân của Giê-xu, chuyện tham ma trong Thánh Kinh, quý độc giả có thể đọc trong Sáng Thế 38. Có nhiều đoạn tôi không tiện trích dẫn vì chúng tục tiểu, dâm loạn, đối ngược hẳn với nền luân lý Á Đông. Chúng ta cũng nên để ý là Thiên Chúa của Do Thái, không dính líu gì đến dân tộc Việt Nam. Vì ngay trong Thánh Kinh, Thiên Chúa Do Thái cũng không biết đến sự kiện là quả đất tròn. Sự hiểu biết của Thiên Chúa ở trong Thánh Kinh về trái đất rất hạn hẹp, chỉ có ở quanh vùng Trung Đông mà thôi. Thứ tư, Tổng giám mục Thuận viết, Chúa Giê-xu đã chọn Bê-rô là người đã chói Ngài, và chọn Phao-lô người đã bắt bách hại Ngài là sai, chứng tỏ rằng ông đã được giáo hội dạy rằng rất kỹ và chưa từng đọc Thánh Kinh. Vì Thánh Kinh đã viết rõ vì Giê-xu tin rằng ngày tận thế sắp tới, ngay khi một số người cùng thời với Giê-xu còn sống. Vậy chọn Bê-rô để làm gì? Rõ ràng chuyện Chúa chọn Bê-rô là người giáo hội ngụy tạo để tự tạo vai trò kế thừa Bê-rô và là đại diện của Chúa trên tầng. Ở các giáo hoàng, tôi sẽ trở lại vấn đề này trong một phần sau. Mặt khác, Phao-lô không phải là tông đồ của Giê-xu. Phao-lô chưa từng thấy Giê-xu, làm sao mà bách hại Giê-xu, và làm sao Giê-xu lại có thể chọn một người mình chưa từng biết? Tôi đố quý độc giả tìm trong Thánh Kinh xem có chỗ nào viết là Phao-lô bách hại Giê-xu. Thứ năm, sợ tín đồ mất niềm tin khi đọc Thánh Kinh, Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận dạy tín đồ. Danh sách những người tội lỗi mà Matthew nêu rõ trong gia phả của Chúa Giê-xu không được gây gương mù cho chúng ta. Trái lại, gia phả ấy tuyên dương mầu nhiệm Thiên Chúa, mang cái bình phong mầu nhiệm Thiên Chúa ra để chế đệ và những điều có thể gây thắc mắc trong đầu óc tín đồ. Tổng giám mục Thuận đã không lý gì đến những phần khác trong Thánh Kinh mà giám mục Phong đã nhận xét ở trên. Chẳng có ai biết cha ông ta Giê-xu là ai. Rất có thể ông ta là một đứa con hoang trải rác trong các miền đất truyền thống Kitô. Lúc đầu bốn phúc âm có những chi tiết chứng tỏ như vậy, giống như những thỏi chất nổ chưa kiểm và chưa nổ. Phải chăng vì không đếm xỉ gì đến lương thiện trí thức, dùng lý luận thần học ngụy biện để lừa dối đám tín đồ thấp kém và những điều giải thích hoang đường, phi lý trí, vân vân, mà gần đây Tổng giám mục đã được thăng lên chức hồng y? Khi xưa người ta có thể mua chức hồng y bằng tiền bạc và quen thuộc, ngày nay chức hồng y để cho những thuộc hạ của tòa thánh tuyệt đối trung thành với giáo hoàng cũng là cách diễn giải giáo lý của Vatican, bất kể là những điều diễn giảng mâu thuẫn, phi lý và sai sự thật đến đâu. Rất hiếm khi mà những chức vụ chỉ đạo trong giáo hội Cato được tuyển chọn hay vinh thăng theo khả năng, trình độ hiểu biết và đầu óc cởi mở. Trường hợp của ông Nguyễn Văn Thuận là một thí dụ điển hình. Thật vậy, đoạn văn trong Matthew ở trên chẳng có gì là gương mù cho ông Thuận đã nghĩ, và cũng chẳng có gì là mầu nhiệm Thiên Chúa. Vì ngày nay các chuyên gia nghiên cứu Thánh Kinh đã hiểu tại sao Matthew lại nêu tên những người phụ nữ tội lỗi trong gia phả của Giê-xu. Sau đây là vài trích dẫn từ cuốn Sự Thật Phúc Âm của Russell Stoll. Từ đầu thế kỷ thứ hai, nhiều tác giả Do Thái khi quan sát sự phát triển nhanh chóng của Kitô giáo đã ghi nhận rằng khuôn mặt thần thánh trong trọng điểm của Kitô giáo, nghĩa là Giê-xu trước công nguyên thực ra chỉ là một đứa con hoang. Về phương diện kỹ thuật, ngay cả khi đọc phúc âm theo truyền thống, điều trên đúng thực sự là vì Joseph chồng của Maria không phải là cha thực của Giê-xu. Đọc thật kỹ Matthew, chúng ta có thể thấy điều trên rõ ràng. Và Matthew đã đưa ra một kiến trúc thần học tinh vi để biến đổi một sự thật xấu xa thành một huyền thoại. Một vấn đề trong gia phả của Giê-xu đã làm bận tâm những nhà thần học không ít
trong nhiều thế kỷ đã tên và phụ nữ trong gia phả của Giê-xu. Tại sao chúng ta đọc thấy rằng Abraham là cha của Isaac, Isaac là cha của Jacob, vân vân, mà không thấy tên một phụ nữ nào xen vào? Nhưng rồi chúng ta thấy Judas là cha của Bê-dê và Zerah sinh ra bởi Tama, và Samot, Samon là cha của Bosa sinh ra bởi Rahab, và Bos là cha của Obed sinh ra bởi Rut, và David là cha của Solomon sinh ra bởi vợ của Uzza. Nhức đầu thiệt. Một nhóm học giả đã tìm hiểu trong 20 năm để tìm ra giải đáp cho nhiều thắc mắc, và họ đã khám phá ra bằng tất cả những phụ nữ được nêu tên trong gia phả của Giê-xu đều là những người mang tai tiếng về vấn đề tình dục. Nói cách khác, Matthew đã cố ý làm nhẹ bớt vấn đề nạn Giê-xu là đứa con hoang bằng cách vạch ra rằng trong nhiều đời tiền nhân của Giê-xu đây là điều cần thiết để tiếp nối dòng dõi các vua Do Thái qua những nhân vật khác thường là đứa con hoang. Điều này có thể là một biểu hiện của sự danh giá. Thứ sáu, Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận ca tụng dân tộc Do Thái là một trường hợp duy nhất đáng ngưỡng mộ và tuyệt vời khi thấy một dân tộc không hề giấu giếm những tội lỗi của tiền nhân trong lịch sử chính thức của mình. Người Việt Nam chúng tôi khi đọc đến những chuyện tàn bạo, dâm ô, loạn luân vân vân chiếm quá nửa cuốn Cựu Ước về dân tộc Do Thái thì không có cách nào để có thể đồng ý với nhận định của ông Thuận. Sử dụng Trung Quốc, sử Trung Quốc cũng ghi lại những triều đại Việt, Trụ, Tần, Tần Thủy Hoàng, Võ Tắc Thiên vân vân đã là những sự kiện lịch sử của một dân tộc thì không thể không có người này cũng có người kia ghi chép lại. Do Thái cũng không ra ngoài lệ và tuyệt đối không phải là nước duy nhất chép lại trung thực những sự kiện lịch sử. Cho nên chẳng có gì đáng ngưỡng mộ và cũng chẳng có gì gọi là tuyệt vời như chúng ta đã biết sơ về lịch sử Do Thái trong phần trên. Thật vậy, chúng ta hãy đọc một đoạn về dân tộc Do Thái cổ xưa mà Thomas B.E. đã viết trong cuốn Thời đại lý trí như sau. Nếu chúng ta có thể tự cho phép để cho rằng đấng toàn năng đã phân biệt một quốc gia nào đó và gọi là dân được Ngài chọn lựa, thì chúng ta cho rằng dân tộc đó là một gương mẫu cho phần còn lại của thế giới về hiếu kính và nhân đạo thuần khiết nhất, chứ không phải là một dân tộc của những kẻ côn đồ và giết bởi như là người Do Thái cổ xưa, một dân tộc đồi bại và phỏng theo những con quái vật và mạo danh như là Moses và Aaron, Joshua, Samuel và David, là một dân tộc đã làm cho chính mình nổi bật hơn trong mọi dân tộc khác trên thế giới về sự man rợ và độc ác. Vậy đáng ngưỡng mộ và tuyệt vời ở chỗ nào? Có lẽ dân Do Thái dân cư mà Chúa Cha chọn làm dân của Chúa đáng ngưỡng mộ và tuyệt vời ở chỗ không chấp nhận Giê-xu là Chúa Con, là đấng cứu thế. Cho nên giáo hội Ca-tô vu cho tội giết Chúa và bắt hại dân Do Thái suốt 2000 năm nay. Những dân tộc như Việt, Mên, Lào, vân vân mà Chúa Cha không hề biết đến. Xin đọc Augustine, không tin và chấp nhận Chúa Con thì là điều dễ hiểu, nhưng dân tộc Do Thái là dân Chúa Cha chọn mà lại không chấp nhận Chúa Con thì chúng ta phải hiểu rằng Chúa Con chỉ là một ngụy Chúa, và những lời tự nhận như là con của Thiên Chúa, vua của dân Do Thái vân vân thật ra chỉ bắt nguồn từ một hoang tưởng tôn giáo ở vào một thời đại mà quan niệm về quỷ thần tràn ngập dân gian. Đây không phải là chỗ phê bình cuốn Chứng Nhân Hy Vọng của Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận, nhưng có một đoạn nơi trang 293 tôi không thể bỏ qua. Do quyền năng của Chúa Thánh Thần, mầu nhiệm nhập thể cao cả được thực hiện, người con ở trên trời sống trong lòng Thiên Chúa Cha, tìm thấy dưới đất nơi Đức Maria một cung lòng xứng đáng với Ngài, là nữ tử của Thiên Chúa Cha, Đức Maria trở thành mẹ, mẹ của ngôi lời nhập thể, hiền thê của Chúa Thánh Thần. Người con ở trên trời, ở chỗ nào?
trên trời là chỗ nào? Phải chăng ở trên cái vòng trời bằng đồng thau có những cánh cửa mở ra để cho mưa rơi xuống như được viết trong thánh kinh? Hay là ở trong cái nhà ở trên trời thiên đường nơi Thiên Chúa ngự? Nhưng chính giáo hoàng John Paul đệ nhị cũng phải thú nhận không làm gì có thiên đường ở trên các tầng mây. Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận luôn luôn ở sát nách giáo hoàng mà không biết đến lời tuyên bố này hay sao? Mặt khác, trái đất đâu có đứng yên. Nó vừa di chuyển trong không gian xung quanh mặt trời với vận tốc trên 100.000 cây số một giờ, vừa xoay xung quanh trục Nam Bắc với vận tốc quay khoảng 1.600 cây số một giờ. Vậy Tổng giám mục Thuận có dám khẳng định người con ở trên trời là ở chỗ nào trên trời hay không? Hay đối với con người đứng yên trên trái đất, con người trở nên trời? Cũng phải đảo điên, điên đảo theo định luật tương đối của mọi chuyển động. Luận điệu của thần học ngụy biện lý luận rằng vì nhãn quan của con người cũng như những dụng cụ quan học như kính thiên văn đều giới hạn nên không thể nào thấy Chúa được. Nếu chúng ta có khả năng nhìn đến tận cùng không gian thì sẽ thấy Chúa ngự bên hữu của Chúa. Luận điệu này ném thuyết Chúa ba ngôi, nghĩa là thuyết điên rồ toán học. Ba là một, một là ba. Luận điệu này cũng mù tịt về khoa vũ trụ học vì không thể có một ý niệm gì về tận cùng không gian là bao xa. Đại khái vào khoảng 15 tỷ năm ánh sáng truyền trong không gian khoảng 300.000 cây số trong một giây đồng hồ. Chúa Giêsu mới chết cách đây 2.000 năm. Và dù ông ta có sống lại và bay lên trời tới vận tốc của ánh sáng, vận tốc giới hạn của mọi vật chất, thì ông ta cũng chưa ra khỏi dải ngân hà rộng khoảng 100.000 năm ánh sáng. Vậy bảo là sẽ thấy Chúa ngồi bên hữu Chúa Cha ở tận cùng không gian là nói bừa, nói bậy, không hiểu biết chút nào về vũ trụ và khoa học. Tôi không muốn đi sâu vào đoạn văn trên của Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận mà chỉ muốn làm sáng tỏ một điều. Đoạn này đương nhiên xóa bỏ đoạn nói về gia phả của Giêsu. Giêsu không thể vừa là con của Chúa Thánh Thần, vừa là con của Joseph thuộc dòng dõi vua David. Maria không thể là hiền thê của Chúa Thánh Thần. Có mang thai với Chúa Thánh Thần nếu như chúng ta vứt bỏ tất cả neuron ở trong óc đi thì để tìm tin rằng Chúa Thánh Thần cũng có 23 nhiễm sắc tố gồm cả hai loại sắc X và Y để có thể làm cho bà Maria mang thai rồi sinh ra Giêsu. Nhưng Giêsu lại không phải là con của Chúa Thánh Thần mà lại con của Joseph thuộc dòng dõi vua David. Như được kể trong gia phả trên, viết trên mọi sự mâu thuẫn rối rắm cùng cực mà Tổng giám mục Thuận cũng viết lên được thì thật là tài. Một số thí dụ khác cho chúng ta thấy rõ đầu óc của các bậc lãnh đạo trong Cato giáo ở Việt Nam đã được nhào nặn như thế nào. Trong cuốn Trần Lục, nhiều tác giả xuất bản tại Canada năm 1996, Đức ông Trần Văn Khả cũng viết về Giêsu như sau, trang 269. Trong kinh cầu thánh Giuse, chúng ta đọc như sau: ông thánh Giuse là cha nuôi con Đức Chúa Trời. Ngay sau đó Đức ông viết: Chúa Giêsu là dòng dõi vua David mà thánh Giuse là một thành phần, Matthew 1:16. Cũng như Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận, Đức ông Trần Văn Khả nhắc lại những lời giáo hội dạy rằng tin rằng tất cả những lời trong kinh đều phải đúng mà không thể suy nghĩ. Thật vậy, nếu Giuse chỉ là cha nuôi của Giêsu thì dù cha Giuse thuộc dòng dõi vua David, Giêsu cũng không thể nào thuộc dòng dõi vua David. Vì sao? Vì Giêsu là hoa trái của sự xâm phạm tiết hạnh của thánh ma vào Maria. Một người đàn bà Do Thái đã có chồng là Joseph, vì vậy Giêsu mới được gọi là con Thiên Chúa và Giuse mới được coi như là cha nuôi của Giuse. Đã được con Thiên Chúa thì không thể thuộc dòng dõi của vua David. Dù cha nuôi và Giêsu
hay du sê. Thuộc dòng dõi vua David, tôi có cảm tưởng rằng Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận, Đức ông Trần Văn Khả cũng như nhiều tín đồ Cato khác được giáo hội dạy sao thì cứ nhắm nhắc lại đúng như vậy, mà không hề bận tâm suy nghĩ xem điều mình nói có hợp lý hay không. Sự hiểu biết của tuyệt đại đa số người dân Việt ngày nay đâu còn ở mức của những người dân thánh đánh cá ở vài miền duyên hải Việt Nam cách đây vài thế kỷ, hay ở trong những ốc đảo ngu dốt. Từ của linh mục Trần Tam Tĩnh trong cuốn Thập Giá và Lưỡi Gươm tạo ra sự rối rắm để người ta không kịp suy nghĩ để thuyết phục. Đó là một cái chiêu bài của những nhà truyền đạo Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên, tôi không phản đối Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận, Đức ông Trần Văn Khả hay bất cứ ai nếu họ tin cả hai huyền thoại có tính cách loại trừ hổ tư. Như trên cùng một lúc, vấn đề là đầu óc của các bậc lãnh đạo Cato Việt Nam như Tổng giám mục Thuận và Đức ông Khả, mà còn như vậy thì không hiểu đầu óc của đám tín đồ thấp kém thì như thế nào. Đối với tôi, nếu ai đã có tin vào bất cứ một cái gì đó thì chúng ta có thể hiểu được, nhưng tin cùng lúc hai điều không thể nào cùng hiện hữu thì chỉ có đầu óc đặc biệt Cato được nhào nặn từ nhỏ mới có khả năng như vậy. Và đây quả là một phép lạ trong việc đào tạo uốn nắn đầu óc tín đồ Cato, nếu chúng ta có dùng lý trí để phê phán họ là mù lòa, tin bướng, tin càng thì họ vội lên tiếng lên án chúng ta là chống Thiên Chúa giáo theo sách lược của cộng sản. Họ lên án như vậy vì đầu óc của họ chỉ nghĩ có một chiều. Họ không thể nghĩ rằng theo lý luận thần học của Tổng giám mục Thuận ở trên thì sự hiện hữu của CS cũng chỉ là để tuyên dương mầu nhiệm Thiên Chúa, một điều mà chúng ta không thể nào dùng lý trí mà hiểu được. Cầu mong làm sao họ gỡ được cái vòng kim côn xiềng xích trên trí tuệ ra khỏi cái đầu họ trước khi họ tính đến chuyện đối thoại với các tôn giáo khác. Thần học của Tổng giám mục Thuận ở trên thì sự hiện hữu của CS cũng chỉ là để tuyên dương mầu nhiệm Thiên Chúa, một điều mà chúng ta không thể nào dùng lý trí mà hiểu được. Cầu mong làm sao họ gỡ được cái vòng kim côn xiềng xích trên trí tuệ ra khỏi cái đầu họ trước khi họ tính đến chuyện đối thoại với các tôn giáo khác. Qua những tài liệu mà tôi đã trích dẫn ở trên, chúng ta thấy ngay rằng hình ảnh Giêsu mà giáo hội Cato Roma cấy vào đầu óc tín đồ từ trên xuống dưới nó xa thực tế như thế nào. Làm sao mà giáo hội có thể thành công trong việc nhào nặn đầu óc tín đồ đến độ họ không còn khả năng suy nghĩ? Đó là vì giáo hội đã sử dụng học thuật Cato phối hợp với một nền thần học ngụy biện, dối trá và những văn kiện ngụy tạo, giả mạo. Ngụy biện vì lúc thì giải thích thế này, khi thì giải thích thế nọ, lúc thì giải thích xuôi, khi thì giải thích ngược, vân vân. Dối trá vì không đúng sự thật, với chủ đích lừa dối, ngụy tạo, giả mạo và bị đặt ra thêm thắt vào. Học thuật này rất thành công đối với đám tín đồ ít học, đầu óc yếu kém. Nhưng ngày nay học thuật này đã không còn chỗ đứng trong thế giới văn minh tiến bộ. Thật vậy, ngày nay nhiều học giả, trí thức, chuyên gia, vân vân đã phanh phui trên những thủ đoạn lừa dối của giáo hội Cato. Thí dụ, Lucha đã viết trong cuốn Cái mặt đen tối của Thiên Chúa như sau: với khả năng phỉa sử qua những tài liệu giả mạo trong như thật với dấu ấn của giáo hoàng, và lồng những tài liệu giả mạo này vào trong giáo luật, giáo hội Cato đã tái tạo quá khứ của mình một tội một cách có hệ thống để rồi cuối cùng tin vào những điều nói láo của chính mình. Nữ học giả Helen L. Lippert viết trong cuốn Cái mặt đen tối của lịch sử Kitô. Cuốn từ điển bách khoa Cato cũng phải thừa nhận rằng trong mọi lĩnh vực, sự giả mạo và thêm thắt vào cũng như sự ngu đần đã được tập hợp thành trò tinh quái có hạn.
Dù rằng giáo hội đã cấm không cho nghiên cứu thêm về nguồn gốc của các phúc âm, nhiều học giả đã chứng tỏ cả bốn phúc âm đều đã được xào xáo viết lại. Trong khi giáo hội tuyên bố rằng bản chất chân lý không thay đổi và chỉ được mặc khải một lần duy nhất, giáo hội luôn luôn tìm ra lý do để thay đổi chân lý đó. Không phải là vô cớ mà Lukács và Eleber đã viết trên. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử tôn giáo đã phân tích thánh kinh gồm Cựu Ước và Tân Ước bằng những phương pháp hiện đại nhất, phối hợp nhiều bộ môn khoa học và nhân văn để tìm ra những sự thật về lịch sử, nguồn gốc, tư tưởng trong thánh kinh. Đó là mình vừa trình bày xong cái phần là Giê-xu là ai. Và tiếp theo mình sẽ trình bày về cái phần là ông truyền bá, vấn đề là gì, tư tưởng truyền bá của Giê-xu là gì, những cái bằng chứng này nó ngụy tạo, nó trong cái ca tô giáo mình phải nghiên cứu tiếp tục. Và cũng do sự đóng góp, cái này là của nhà sư học cũng như là giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Trung đã nghiên cứu, mình chỉ là người truyền đạt lại. Và kính thưa quý vị, cũng như công trình nào cũng vậy, cũng có cái mục đích khổ cực của nó. Người đọc cũng mỏi mắt luôn. Những cái từ ngữ của chuyên môn trong cái lĩnh vực đó mình không thông thạo lắm, mong quý vị nghe cũng thông cảm cho. Với cái tên thì nó cũng có sẵn, nhưng điều quan trọng chú ý là chúng ta coi nghe nội dung, chứ không nên bắt lỗi chính tả hoặc là cách đọc bằng tiếng Anh. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Phần sau mình sẽ làm cái Giê-xu đã giảng, đã nói những gì. Clip rất là dài, mong các bạn chú ý.